Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình Khát vọng cuộc sống, luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thảnh thơi bên người thân và bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa truyền thống rất coi trọng giáo dục. Vì vậy, tìm kiếm được các minh sư, những thầy dạy tốt để giáo dục cho con cái, luôn được cả xã hội coi trọng. Người thầy là người truyền thụ các luân lý đạo đức, tri thức và quan niệm về giá trị, dạy người ta cách đối nhân xử thế, và là những mẫu mực về đạo đức. Trong sách Lễ Ký Học Ký có nói, thầy nghiêm thì đạo được tôn kính, đạo được tôn sùng thì dân biết kính trọng sự học. Duy hộ sự tôn nghiêm của đạo làm thầy, chẳng những yêu cầu lời nói và hành động của người học trò phải thể hiện được sự tôn kính và lễ phép với thầy, mà trọng yếu là trong lòng học trò phải kính trọng thầy, nghiêm khắc làm theo những yêu cầu của thầy. Những thí dụ về việc cổ nhân tôn kính người thầy có rất nhiều. Chúng tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện như sau. Doãn Hỷ bái sư. Doãn Hỷ là một viên quan lớn hiền tài thời Tây Chu. Từ nhỏ đã thích đọc sách cổ, tinh thông lịch pháp, giỏi thiên văn, biết nhìn vào quá khứ để đoán nhận tương lai. Một ngày, ông ngẩng đầu xem thiên tượng, thấy ở trời đông có mây tía thành quần, biết rằng thánh nhân đang đi về phía Tây. Thế là xin được nhận chức quan lệnh ở Hàm Cốc. Ông dặn dò các binh quan giữ cửa thành rằng, trong vòng mấy ngày nữa sẽ có một vị đại thánh nhân đi qua cửa này. Nếu như gặp người có tướng mạo phi phàm thoát tục, thì cần phải lập tức bẩm báo cho ta. Đồng thời phái người vẫy nước quét dọn con đường, thắp hương hai bên đường để nghênh đón thánh nhân. Vài ngày sau, Doãn Hỷ được báo tin có một ông lão dáng như tiên đạo, ngồi trên chiếc xe do một con trâu xanh kéo muốn ra khỏi cửa quan. Ông liền chạy tới tiếp đón. Cách xe trâu kéo mấy trượng đã quỳ lạy nói, quan lệnh Doãn Hỷ xin khấu kiến thánh nhân. Ông lão nói, tôi chỉ là một người tầm thường, ông thi lễ quá như thế, không biết có điều gì muốn dạy bảo. Doãn Hỷ nói, con sớm từ lâu đã xem biết thiên tượng, ở đây đợi đã nhiều ngày, chân thành mong được thánh nhân chỉ giáo cho. Ông lão nói, làm sao ông biết được? Doãn Hỷ nói, con biết thiên văn, hiểu biết sơ sài về dịch lý. Mùa đông năm ngoái, sao thiên thánh vượt qua sao mão. Đầu tháng này, gió nhẹ thổi tới, thấy có mây tía từ phía đông kéo đến, biết có thánh nhân đang đi về Tây. Mây tía giăng giăng, dài đến 3 vạn dặm. Biết vị đại thánh Chí Tôn sắp xuất hiện, tuyệt nhiên không phải là một vị thần thông thường. Mây tía ấy được tin tưởng có hình con trâu xanh dẫn dắt, nên thánh nhân chắc chắn là cưỡi xe trâu mà tới. Hôm nay gặp thánh nhân dung mạo phi phàm, những mong được chỉ bảo về đạo lý tu hành, Doãn Hỷ vô cùng biết ơn. Ông lão thấy Doãn Hỷ có tâm cầu đạo chí thành, tâm tính nhân từ, bèn cười đáp, ông đã biết lão phu, lão phu cũng biết ông, ông cũng là cần phải được đắc độ. Doãn Hỷ vô cùng vui mừng, khấn đầu hỏi, xin được hỏi tên họ của đại thánh nhân. Ông lão nói, ta tên họ Miệt Mù, không thể nói rõ hết được. Này mang họ Lý, tự là Bá Dương, thường gọi là Lão Tử. Doãn Hỷ nghe nói là Lão Tử, liền dâng hương khấu đầu, cung kính bái lạy ông làm thầy. Lão Tử lấy những quan niệm của mình về đạo đức, về vũ trụ, nhân sinh và xã hội, viết lại thành bộ sách 5.000 chữ, gọi là Đạo Đức Kinh, truyền thụ cho Doãn Hỷ. Doãn Hỷ dựa theo những lời dạy bảo của Lão Tử kiên định tu hành, hoằng dương những học thuyết đạo gia để quản lý việc nước, cứu độ thế nhân. Sau này ông tu thành đại đạo, được gọi là Doãn Chân Nhân. Chuyện về người thầy Khổng Tử. Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục học nổi tiếng Trung Quốc thời cổ đại. Lúc sinh thời, ông có rất nhiều học trò. Tương truyền rằng đệ tử có 3.000 người, hiện tại trong số ấy được 72 người.
lời nói và việc làm của ông đối với các đệ tử là rất gương mẫu. Tính cách theo đuổi chân lý, lý tưởng, một nhân cách hoàn mỹ, sự trung thành với nước, quan tâm đến trăm họ, đức tính lương thiện chính trực, khiêm nhường lễ phép của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến các học trò và hậu thế. Các đệ tử của ông trong lòng đều tôn kính ông hết mực, lấy lễ phép đối với cha để đối đãi với Khổng Tử, xem ý chí của ông như ý chí của bản thân mình, lấy thực tiễn và việc truyền bá đạo nghĩa, lấy việc hành nghĩa làm giá trị tối cao của cuộc đời. Trong tu luyện, việc gặp được một minh sư để giúp mình tu học cũng là việc hết sức quan trọng. Thầy đắc đạo thì giúp đỡ, chỉ đạo được rất nhiều cho việc tu luyện của chúng ta. Gặp gỡ được một người thầy chân chính trong đời cũng là duyên. Vậy thì tâm chúng ta hãy luôn hướng tới những điều tốt đẹp, để trong đời này chúng ta sẽ có duyên gặp gỡ được những người thầy có tâm, dẫn dắt chúng ta trở thành những người chân tu thực sự. Nếu tìm được một minh sư, chúng ta cũng nhanh chóng đạt được những thành quả trong việc tu luyện, không phải mất quá nhiều thời gian vào nghiên cứu, học tập những thứ dư thừa. Minh sư ấy biết cách dẫn dắt chúng ta đi vào trung tâm của việc tu luyện. Họ truyền tải tâm pháp, giảng đạo và hướng dẫn chúng ta tu học hàng ngày. Sau đây, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một người đã từng đi khắp núi Nam Bể Bắc để tìm minh sư cho chính mình. Một người thầy phải dạy cho các môn đồ của mình về cả đạo đức lẫn tri thức và phải có khả năng giải đáp được mọi thắc mắc của họ. Dựa trên những giá trị của Trung Hoa cổ đại, giáo viên được chia thành 3 cấp bậc. Thượng sĩ thuyết về đạo, trung sĩ giảng về đạo đức, hạ sĩ giảng về kỹ năng. Khả năng thuyết giảng về đạo và dẫn dắt môn đệ đạt được đạo minh chứng cho một người thầy bậc thượng, đó mới là minh sư. Một người thầy bậc trung tôn vinh đạo đức và giảng cho các đồ đệ về đạo đức, đó cũng được coi là một người thầy tốt. Còn người thầy bậc hạ thì chẳng dạy gì khác ngoài các tiểu năng tiểu thuật để quảng bá gia phái của mình và đáp ứng các nhu cầu thế tục của người học. Họ chưa từng dạy tôi về đạo đức hay giúp tôi giải đáp các câu hỏi về cuộc sống. Giáo sư hướng dẫn nghiên cứu tốt nghiệp của trường tôi là người đầu tiên mở lối cho tôi trên con đường tìm đạo. Mặc dù ông có vẻ đề cao đạo đức, nhưng ông cũng không thể trả lời được các câu hỏi của tôi về ý nghĩa của cuộc sống. Ông nói, để trở thành một học giả ưu tú, có kiến thức uyên bác và thâm thúy, còn phải sẵn lòng đi chu du khắp nơi trong nước để học hỏi kinh nghiệm sống của bản thân và những người khác, tôi đã quyết định nghe theo lời khuyên của ông. Kể từ đó, tôi bắt đầu ngao du khắp Trung Quốc. Tôi đã từng gặp gỡ các đạo sĩ ở núi Hoa Sơn và núi Lao Sơn, cũng như các tu sĩ Phật giáo ở núi Ngũ Đài Sơn. Những người mang danh người tu thú nhận rằng họ chỉ hành nghề trong tôn giáo để kiếm ăn mà thôi. Họ không biết gì về Phật Pháp hay đạo để dạy tôi. Khi tôi thỉnh giáo họ về phương pháp tu luyện, gần như tất cả họ đều cười nhạo tôi. Chỉ có một đạo sĩ tôi gặp trên núi Hoa Sơn hơi thân thiện hơn một chút. Khi ông ấy thấy tôi thực sự mong muốn đắc được pháp môn tu luyện, ông đã cố gắng đưa ra câu trả lời tốt nhất mà ông biết. Sau khi phiêu bạt khắp núi Nam, Bể Bắc ở Trung Quốc và gặp gỡ hơn 1.000 người, tôi vẫn chưa tìm được minh sư chân chính. Mãi cho đến khi sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, Đại Pháp của Vũ Trụ, thì tôi mới tìm ra minh sư của mình. Niềm vinh hạnh nhất cuộc đời của tôi là đã có được một bản cuốn chuyển Pháp Luân của sư phụ.
Phật pháp tình thầm trong sách đã giải đáp tất cả các vướng mắc của tôi về sinh mệnh, vũ trụ, làm người tốt thật sự là như thế nào và nhiều điều khác. Phật pháp chân chính đã dẫn dắt tôi đi trên con đường phản bổn quy chân. Cuối cùng, tôi đã tìm ra vị minh sư mà mình vẫn hằng mong ước. Sau một hành trình dài đằng đẵng tầm sư học đạo, giờ đây tôi vô cùng hạnh phúc, trong tâm luôn tràn ngập niềm vui vì cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối. Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sư phụ Lý Hồng Chí đưa ra công chúng vào năm 1992 và hiện nay đã phổ truyền tại 140 quốc gia trên thế giới. Là môn tu luyện cổ xưa của Phật gia theo chân, thiện nhẫn, kèm theo 5 bài công pháp ưu mỹ, giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và tinh thần. Cuốn sách chính truyền Pháp Luân cũng đã được dịch ra 42 ngôn ngữ, giúp nhiều học viên từ những người ốm đau bệnh tật, không có lối thoát trong cuộc sống, đã tìm được con đường thoát khỏi bệnh tật và trở thành người chân chính thực sự. Xin gửi lời khuyên từ tận đáy lòng đến những ai còn đang lang thang trong bóng tối để tìm con đường thực sự cho bản thân mình và gia đình. Hãy đọc cuốn truyền Pháp Luân để trở thành một người tốt, phản bổn quy chân, tìm về tâm linh chân chính, kính tín thần Phật, bạn nhất định sẽ được phúc báo lớn. Một người thầy chân chính giống như ngọn đèn rực rỡ trong đêm. Chỉ những ai tìm được người thầy chân chính của mình thì người đó mới có thể bước ra khỏi bóng tối, mới không bị lạc bước giữa chốn mê của cõi hồng trần. Nhân thân nan đắc, có khi cả ngàn năm mới đắc được thân người, lại gặp được chính pháp, gặp được minh sư giữa giây phút lịch sử của vũ trụ. Bạn ơi, hãy trân quý cơ duyên, nghe được những lời chia sẻ từ đáy lòng này. Và các bạn hãy chia sẻ những thông tin hữu ích này đến cho những người thân trên trang Facebook và kênh YouTube Khát Vọng Cuộc Sống quý vị nha. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.